Ngày 11 tháng 11 năm 2023, chiếc lò chiên nung dầu Capen K15 bản cộng suất EU và chiếc nồi cơm điện được gửi về cho hai vị khách hàng. Như thông lệ, hàng bên Thành Được để tránh cái việc lỗi sản xuất và thiếu phụ kiện gửi đi gửi lại, Thành Được đều test ghim điện bán lẻ ra thị trường, đều test máy và ghim điện để kiểm tra phụ kiện. Quay nhanh hai cái video này, ngày 11 tháng 11 năm 2023, chiếc lò chiên nung dầu Capen K15 bản cộng suất EU đủ 9 phụ kiện và 5 quạt ốc trục quay 360 được gửi về cho anh Nguyễn Văn Long ở địa chỉ B22 hợp tác xã Văn Lợi, Linh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. Và chiếc lò chiên nung dầu Capen K15 bản cộng suất EU này Thành Được cam kết bảo hành cho anh chính hãng 24 tháng nội sản xuất 1 đổi 1 trong 30 ngày. Hết bảo hành Thành Được vẫn hỗ trợ anh sửa chữa thay thế linh kiện, chọn đời máy. Bên cạnh chiếc lò chiên nung dầu Capen là chiếc nồi cơm điện Media MDLC 1870 được gửi về cho anh Dương Quang Kiện ngày 11 tháng 11 năm 2023, địa chỉ số nhà 811 Gia Sàng, Thái Nguyên. Chiếc nồi cơm mà Thành Được bảo hành cho anh chính hãng 12 tháng, lỗi sản xuất 1 đổi 1 trong 7 ngày. Phụ kiện thì của cả hai chiếc nồi chiên và nồi cơm thì đã kiểm tra đầy đủ nhá. Trục xiên quay này, giỏ chiên sâu lòng, lồng quay, và trong lồng quay này nó sẽ có hai cái vỉ inox. Tay giữ khoảng cách giữa máy và tường này. Hai cái ghim quay cả vịt nguyên con và đủ 5 con ốc trên trục quay 360. Cái vỉ chia một cái vỉ hứng dầu này, khay hứng dầu này. Trên này sẽ có cái vỉ chia mắt mau này. Tay dụng cụ giữ khoảng cách, tay dụng cụ lấy đồ tránh bị bọc này. Vỉ chiên thanh inox dày, sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Trục quay 360. Quà tặng khuyến mãi đi kèm sẽ có kéo cắt gà Nhật SK5, hộp đũa Kodia 10 đôi 20 chiếc chống cong vênh đấm mốc, hai bật lửa và một cái bình xịt dầu. Anh về anh cho dầu ăn vào để dùng để rán đậu, rán cá, rán đen, rán chả. Lò chiên đã ghim điện và kiểm tra mọi thứ đã ok này, máy nhìn rất là khôn, sáng bóng này. Các bác mà có điều kiện về kinh tế và muốn sử dụng được lâu bền, an toàn trong quá trình sử dụng, nhiệt độ cao, an toàn với sức khỏe cho chính bản thân mình, người thân và toàn bộ những người thân trong gia đình, thì nên sử dụng những cái dòng nó đắt tiền một chút. Mình bỏ ra một khoản đầu tư tuy nó lớn ở khởi điểm hiện tại khoảng hơn 3 triệu, nhưng độ bền của máy nó sẽ dài. Cái thứ nhất, hai là cái phụ kiện linh kiện của máy nó tốt, khi mà đun nấu ở nhiệt độ cao nó không sinh ra chất độc hại. Những cái dòng rẻ tiền vài trăm đến 1 triệu thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều chất độc hại vì nó là nhựa và cái dòng chống dính kém, sơn chống dính rẻ tiền. Bật máy nhá, bật đèn này. Máy thì sẽ có một cái nút bán cơ điện tử, chúng ta sẽ xoay núm. 8 chức năng cảm ứng một trạm, 16 chức năng cài đặt sẵn. Cánh cửa thì có hai lớp để quan sát ở bên trong. Cánh cửa có bản lề trợ lực chống rơi vỡ 30 độ, 60 độ và 90 độ. Ở bên trong máy thì tất cả những cái phần tiếp xúc với thức ăn và nhiệt độ cao thì đều được cấu tạo từ inox và kính cường lực chịu nhiệt. Trục quay đô ti ở phía trên có mâm nhiệt xoắn, đèn chiếu sáng, hệ thống quạt gió Rapid Air. Ở dưới sẽ có thêm hai thanh nhiệt bổ trợ may sau kép, hạn chế lật khi chiên nướng. Tất cả chiếc này hoạt động ok nhé. Nồi cơm đã test ok rồi này. Nồi cơm này sẽ có 6 chức năng và khi anh về anh sẽ bóc con lớp minông ra. Dây nguồn này, sửng hấp này, lòng nồi này, môi múc canh, môi sấy cơm, cốc đong nước, phiếu bảo hành, lòng nồi dạng niêu nhá. Đây phía trong này. Hàng tất cả đều ok đầy đủ rồi thì ngoài cái việc mở phiếu bảo hành của hãng ra, phiếu bảo hành của hãng ra thì Thành Được sẽ có thêm một cái giấy bảo hành mực đỏ viết tay có ký tên và dán trực tiếp ở phía sau máy. Đây. Dán trực tiếp ở phía sau máy nhé, tem bảo hành đều công khai địa chỉ số điện thoại để mọi người có thể liên hệ. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được số điện thoại 094 987 3111, Zalo 0972802081,
xem hàng trực tiếp tại địa chỉ số 43 đường Thành Công, Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Mọi thắc mắc khiếu nại về dịch vụ sản phẩm xin gửi vào hòm thư điện tử email thanhduoc28071992a@gmail.com. Mọi ý kiến đóng góp sẽ là lời động viên đấy, và là cái kim chỉ nam để Thành Được hoàn thiện hơn trong công việc, cũng như là khâu chăm sóc khách hàng và dịch vụ, tìm ra những sản phẩm tốt hơn, giá thành hợp lý hơn, cái khâu bảo hành sửa chữa được nhanh hơn, chu đáo hơn. Rất mong tất cả các bác, các anh, các chị, cô chú có thể góp ý thật lòng nhất. Thành Được luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Cái sứ mệnh của một người bán hàng là mang lại cái giá trị cho khách hàng. Vì vậy rất mong tất cả các bác, các cô, chú, anh chị góp ý thật lòng để Thành Được rút kinh nghiệm, tìm ra những thứ tốt hơn, sửa đổi mình được hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau. Thành Được với phương châm thành tín, coi uy tín quý như sinh mệnh. Thành trong lòng thật, trung thực, tín trong uy tín, tận tâm, thành nhiệt tình, trách nhiệm. Thành Được nói được làm được. Xin chào và hẹn gặp lại.